Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2018. Hiện tại thì đây là chiếc bàn Nowit, chiếc bàn mang phong cách Pháp, mã số NI01 của Đỗ Tĩnh. Đây là một chiếc bàn bằng chất liệu gỗ vụ mật, dài 1m8 phủ bì và sâu là 60. Và chúng tôi đây là đơn đặt hàng. Chiếc bàn là đơn đặt hàng của chị Hồng Tuyết tại Nái Thiêu, khu công nghiệp Nái Thiêu, khu công nghiệp tại Nái Thiêu, công ty may mặc Tuyết Ngân, tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thuận An, Thủ Dầu Một, Thuận An, Bình Dương. Đây là một chiếc bàn NI02. Hoa văn và chi tiết. Chị cảm ơn chị Hồng Tuyết đã đặt hàng, tin tưởng đặt hàng chiếc bàn NI01 của Đỗ Tĩnh. Một chiếc bàn được đục chạm khá là tinh tế và cầu kỳ, sắc nét. Hoa văn đường nét chân này. Chị Tuyết, chị mua chiếc bàn này về để đặt vào vị trí tiền sảnh của ngôi nhà, mà không gian của chị phù hợp với kích thước và cũng như kiểu dáng nồi Pháp. Chiếc bàn của Đỗ Tĩnh thì được đục chạm lấy hình tượng bông hoa cúc và dây neo trùm nho. Tất cả những hoa văn đều được đục chạm và các chi tiết được nghệ nhân xúc tả. Những cái họa tiết này trông rất là thực và nổi bật. Cái đường nét chi tiết rất sắc sảo đúng không ạ? Đấy. Rất là kỹ và sáng bóng. Với một chút ánh sáng của buổi chiều như thế này thì chúng ta đã cảm nhận được những cái đường nét cực kỳ là tinh tế, cũng như những cái cò điệu mà người nghệ nhân nột tả trên chiếc bàn của Đỗ Tĩnh, chiếc bàn Nowit NI02 của Đỗ Tĩnh. Và hôm nay là ngày 30 tháng 10, chúng tôi sẽ cho đóng gói và vận chuyển đi Bình Dương cho chị Hồng Tuyết. Đây là đơn đặt hàng, một khách hàng tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Một chiếc bàn cực kỳ sang trọng mà Đỗ Tĩnh đã chế tác và cho ra mắt năm 2017. Giờ thì chiếc bàn vẫn còn đang rất là chuộng và được nhiều người mong muốn sở hữu. Và xin cảm ơn chị đã chị Hồng Tuyết tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, công ty may mặc thì may mặc Tuyết Ngân tại Thủ Dầu Một, Bình Dương đã đặt hàng của chúng tôi qua điện thoại và website doctinh.com. Xin chúc chị mua được một món đồ phù hợp với ngôi nhà, làm tôn lên được sự sang trọng cho không gian của nhà anh chị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.